Video của ngày hôm nay đó là viết lời ca tụng cho hành trình chữa lành tâm hồn. Từ thuở ấu thơ, từ thuở xa xưa thì con người đã biết ghi lại những cái khoảnh khắc, những cái suy nghĩ của mình bằng những cái hình vẽ nguệch ngoạc trên hang động và những cái chữ tượng hình trên mai rùa viết lách, từ đó trở thành một cái phần không thể nào thiếu trong cái hành trình cuộc sống của chúng ta, là tiếng nói của tâm hồn, là liều thuốc chữa lành cho những cái vết thương tinh thần. Cuộc sống thì xô bồ với vô vàn lo toan, muộn phiền đôi khi khiến ta cảm thấy rất là lạc lõng, cô đơn. Viết lúc này là như một cái chốn bình yên, nơi ta có thể thả trôi những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc sâu thẳm nhất mà không e ngại bị phán xét hay là chỉ trích. Bút là cầu nối, mực là ngôn ngữ giúp chúng ta kết nối với chính mình, thấu hiểu bản thân và giải tỏa những cái khúc mắc trong lòng. Những cái trang viết như là một người bạn thầm lặng, sát cánh, luôn sẵn sàng lắng nghe và ôm ấp mọi tâm tư của chúng ta, phiền muộn của chúng ta. Tại sao chúng ta nên viết? Tại sao viết lại có sức mạnh to lớn đến vậy? Hãy cùng khám phá những cái lợi ích tuyệt vời trong video ngày hôm nay mà việc viết mang lại cho chúng ta, ghi lại cái hành trình cuộc đời này, viết nhật ký, ghi chép kỷ niệm hay đơn giản là những cái dòng tâm sự vu vơ, tất cả đều góp phần tạo nên cái bức tranh muôn màu về cuộc sống của mỗi người. Mỗi trang viết là một cái dấu mốc, một bước ngoặt giúp ta nhìn lại cái quãng đường đã qua, trân trọng cái hiện tại và hướng đến tương lai. Bạn không phải viết những cái trang nhật ký dài dòng văn thơ lai láng, chỉ cần một đoạn ngắn hay tóm tắt về việc bạn nghĩ gì, cảm thấy hôm nay ra sao, một hai điều quan trọng bạn muốn ghi nhớ trong ngày hôm nay. Viết chính là cái nguồn động lực mạnh mẽ giúp ta vượt qua những cái ngày khó khăn, khi những cái cảm xúc tiêu cực, buồn bã ập đến hay là thất vọng, tức giận len lỏi. Hãy dành thời gian để viết ra tất cả. Việc tuôn trào cái cảm xúc qua những cái con chữ sẽ giúp ta giải tỏa cái căng thẳng, nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và tìm kiếm cái giải pháp hiệu quả hơn. Hoặc có thể là ghi lại cái cảm xúc hiện tại về một ngày trôi qua hay một cái quãng thời gian vui vẻ cũng như là buồn, để khi đọc lại những cái dòng nhật ký này, bạn sẽ có thể hiểu rõ bản thân hơn một chút, khách quan hơn khi mọi thứ có thể thay đổi hoặc cách cái suy nghĩ con người, cuộc sống luôn thay đổi. Bạn sẽ nhận ra bản chất của mình hay là cái bản tính của mình cũng thay đổi theo năm tháng, hoặc đơn giản là để học lại, nhìn lại những cái lỗi lầm trong quá khứ. Hơn thế nữa, viết còn là công cụ đắc lực để ta rèn luyện kỹ năng tư duy sáng tạo, trau dồi vốn từ vựng. Viết mỗi ngày giúp chúng ta diễn đạt được cái suy nghĩ một cách rõ ràng, mạch lạc, đồng thời khơi nguồn cảm hứng và ý tưởng mới cho cái cuộc sống, công việc của chúng ta, giải tỏa khúc mắc này. Khi vướng vào những cái mớ bòng bong cảm xúc, viết lách chính là chìa khóa để mở nút giải tỏa. Việc tuôn trào những cái suy nghĩ cảm xúc lên trang giấy giúp ta nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt, thấu hiểu hơn, thấu đáo hơn, từ đó tìm ra cái hướng giải quyết phù hợp, xoa dịu những cái nỗi đau, những cái tổn thương mất mát trong cuộc sống, luôn để lại những cái vết sẹo trong tâm hồn. Viết về nỗi đau là cách để ta đối diện với nó, thấu hiểu nó, hàn gắn những cái vết thương. Đấy cũng là một cách để điều trị tâm lý, trau dồi kỹ năng viết. Viết càng nhiều, ta càng rèn luyện được cái khả năng diễn đạt, sử dụng cái ngôn ngữ một cách nhuần nhuyễn và sáng tạo. Kỹ năng viết tốt là chìa khóa mở ra cái cánh cửa thành công trong nhiều lĩnh vực. Nó có thể giúp bạn viết một cái báo cáo ở công ty hay là luận văn tốt nghiệp một cách tốt và trôi chảy hơn, hoặc cách viết email thư cũng được nâng cấp. Khi tâm trí hỗn loạn giúp chúng ta sắp xếp lại những cái suy nghĩ trong đầu, ý tưởng một cách logic và khoa học hơn, nhờ vậy đưa ra được những cái quyết định sáng suốt, giải quyết được những cái vấn đề hiệu quả hơn. Lưu giữ những cái khoảnh khắc nữa khi mà bạn viết thư tay này, những cái lời chúc này như là chúc mừng sinh nhật hay là chúc năm mới, hay đơn giản là những dòng ghi chép về những cái điều bình dị trong cuộc sống giúp ta lưu giữ những cái khoảnh khắc đẹp đẽ, những cái kỷ niệm quý giá bên những người thân yêu của chúng ta. Nếu bạn nào là thế hệ millennials như mình sẽ nhớ đến những cái bức thư tay thời đi học này, hay là những cái quyển ghi chép các câu nói hay, các cái bài hát thịnh hành thời của thập niên 90, những cái năm 2000, bồi đắp lòng biết ơn, viết ra những cái lời cảm ơn dành cho những người đã giúp đỡ
ta trong những cái ngày tháng buồn bã cho những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống, giúp ta trân trọng những cái gì đang có và nuôi dưỡng cái lòng biết ơn, cái sự tích cực nữa. Một bức thư tay chân thành dành tặng cha mẹ, thầy cô, bạn bè hay là những người đã giúp đỡ ta trong những cái lúc khó khăn sẽ là món quà tinh thần vô giá, chứa đựng những cái thông điệp yêu thương và trân trọng, quý mến. Viết cũng là cầu nối giúp ta kết nối với cái cộng đồng, chia sẻ những cái câu chuyện, thông điệp ý nghĩa, lan tỏa giá trị tích cực đến mọi người, đến cộng đồng. Những bài viết trên blog, podcast, video, audio truyền cảm hứng có thể mang đến cái niềm vui, cái sự đồng cảm và khơi dậy cái niềm tin cho những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Có những khúc mắc có thể được giải tỏa thông qua một cái bài đăng trên mạng xã hội, trên trang blog cá nhân, hay là chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái suy nghĩ tích cực, cả chỉ để hỏi về những cái vấn đề. Nhiều khi bạn sẽ nhận được những câu trả lời từ người bạn không hề quen biết. Viết chính là cầu nối, có thể là trên mạng xã hội, cũng có thể là trong đời tư của bạn. Viết nên hay không nhỉ? Theo mình nghĩ câu trả lời là có. Vì viết lách mang lại cái vô số lợi ích như mình đã nêu ở trên cho sức khỏe tinh thần và sự phát triển cá nhân. Tuy nhiên, cần lưu ý một cái số điều sau đây. Viết một cách chân thành, viết lách là để giải tỏa cái nỗi đau, nỗi buồn, để kết nối, chứ không phải để phô diễn hay là che giấu. Hãy viết một cách chân thành nhất từ trái tim của bạn. Tôn trọng cái sự riêng tư. Nếu bạn viết về những người khác thì hãy đảm bảo rằng bạn có sự đồng ý của họ và tôn trọng cái quyền riêng tư của họ trước khi viết để đăng tải hay là chia sẻ, cho dù là chia sẻ cho một người nào đó. Cất giữ cẩn thận, những trang viết của bạn có thể là kho báu vô giá. Hãy cất giữ cẩn thận để có thể trân trọng và lưu giữ chúng trong tương lai. Cũng có thể là những cái bài viết của bạn trở thành một quyển sách bán chạy trong tương lai chẳng hạn. Tính riêng tư viết là nơi để ta bộc lộ những cái tâm tư suy nghĩ thầm kín. Do vậy, cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chia sẻ những cái bài viết của bạn với người khác hay là trên mạng xã hội. Kỷ luật nữa, viết lách là một cái thói quen cần được rèn luyện thường xuyên. Hãy dành thời gian nhất định mỗi ngày để viết nếu như bạn muốn trở thành một người viết blog. Dù chỉ vài dòng ngắn ngủi, khi bạn ngừng viết, dù chỉ một hai hôm, bạn sẽ rơi vào cái trạng thái trì hoãn, có thể bỏ cuộc trong việc ghi chép, viết lách. Lựa chọn công cụ phù hợp, có thể là sử dụng sổ tay, ứng dụng ghi chép hoặc bất kỳ công cụ nào mà bạn cảm thấy thoải mái nhất khi viết, như là blog riêng tư, blog cho cộng đồng, notes, nhật ký, journal với nhiều hình thức như là dạng sổ tay hoặc cũng có thể là dạng digital, điện tử. Lời khuyên cho người có ý định viết blog thì luôn mang theo sổ tay hoặc là ứng dụng ghi chép. Bất cứ khi nào ý tưởng nảy ra, hãy ghi chép lại để tránh bị bỏ sót. Sử dụng bút tốt nữa, một cây bút ưng ý sẽ giúp bạn viết lách một cách thoải mái và hứng khởi hơn. Vì có những lúc mà mình có tâm trạng hoặc là ý tưởng để viết ra, chợt cảm thấy là cây bút này hết mực này, hỏng này, nên tự dưng mình bị tụt hứng, không muốn viết tiếp nữa. Nhưng nếu như có điện thoại bên cạnh thì bạn có thể nhanh tay ghi lại hoặc là audio record lại trên cái ứng dụng của bạn. Quan trọng là phải ghi chép lại luôn, bởi những cái ý tưởng chợt vụt đến và cũng đi rất là nhanh. Đọc sách và trau dồi vốn từ. Đọc sách là cách tốt nhất để học hỏi cách sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả nhất. Mình cũng làm một video về cách là tại sao chúng ta nên đọc sách, tham gia các cái khóa học viết lách. Tham gia các cái khóa học viết lách là vì sao? Vì giúp bạn nâng cao cái kỹ năng, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm mới. Luyện tập thường xuyên, viết càng nhiều, bạn càng tiến bộ hơn. Hãy dành thời gian mỗi ngày để viết. Không quan trọng là bạn viết trên ứng dụng điện thoại hay là viết trên những cái dòng nhật ký của bạn. Dù chỉ vài dòng ngắn ngủi như là status, thư tay, SMS, email, nhật ký, notes. Bên cạnh những cái lợi ích to lớn kia thì việc viết cũng là cần lưu ý một số tác hại tiềm ẩn. Viết quá nhiều có thể là khiến bạn sao nhãng cái công việc và các hoạt động khác, cho nên bạn phải biết cân bằng giữa viết và cái cuộc sống thực tại nữa. Chia sẻ thông tin cá nhân quá mức trên mạng xã hội có thể là gây nguy hiểm cho chính bản thân bạn hay cho người thân của bạn, như là trường hợp bạn bị hack này, stalking này, gây ra những cái cuộc chiến tranh, cãi vã trên mạng, tạo drama, gây chiến tranh cho các anh hùng bàn phím. Viết những cái nội dung
tiêu cực thì có thể ảnh hưởng đến cái sức khỏe tinh thần của bạn, của người mà bạn muốn chia sẻ, hay là của cộng đồng mà bạn muốn hướng tới. Hãy luôn sáng suốt và tỉnh táo để việc viết mang lại cho bạn những cái lợi ích tốt đẹp nhất, những cái điều tích cực nhất. Là một blogger thì mình ghi chép ý tưởng đối với mình là rất quan trọng. Việc sử dụng các cái ứng dụng như là Notion này, OneNote này sẽ giúp mình lưu trữ và sắp xếp thông tin một cách hiệu quả hơn. Hãy luôn mang theo bên mình một cuốn sổ tay hoặc là bật ghi âm để có thể ghi lại luôn những cái điều mà bạn chợt nghĩ ra trong đầu. Và để kết luận cho video ngày hôm nay thì viết lách không chỉ đơn thuần là ghi chép hay bày tỏ cảm xúc, mà còn là một cái hành trình khám phá bản thân, chữa lành tâm hồn, lan tỏa yêu thương đến cộng đồng. Hãy biến việc viết thành thói quen mỗi ngày để tận hưởng những cái lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại. Hãy để con chữ dẫn dắt bạn trên cái hành trình trưởng thành này và tạo nên những cái điều ý nghĩa cho cuộc sống. Viết lách là một món quà tuyệt vời mà cuộc sống bạn tặng cho chúng ta, cho mỗi con người chúng ta. Hãy biến việc viết thành thói quen hàng ngày để khám phá bản thân, chữa lành tâm hồn và tạo nên những cái giá trị ý nghĩa cho cuộc sống. Và bạn đã sẵn sàng bắt đầu hành trình viết lách của bạn hay chưa? Hãy chia sẻ những cái câu chuyện hay là những cái cảm xúc của bạn thông qua những cái bài viết và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu như các bạn có muốn chia sẻ feedback thì hãy để ở phía dưới bình luận. Các bạn có thể like cũng như là subscribe kênh YouTube của mình để mình có thể có thêm nhiều động lực để ra những cái video bổ ích hơn trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn các bạn một lần nữa.